Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại thành phố Biên Hòa, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo đơn vị yêu cầu các đơn vị trong sư đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương khắc phục thiệt hại. Ngay sau lễ phát động, số tiền quyên góp được đơn vị sẽ tổng hợp chuyển đến Quân đoàn 4 để quân đoàn chuyển các cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ các địa phương, giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.